Kính chào quý khán giả và quý bà con đang đến với chương trình 365 ngày chuyển động. Chương trình được phát sóng mỗi ngày trên đài phát thanh truyền hình Lâm Đồng. Trong chương trình tối nay ngày 3 tháng 5 năm 2019, chúng tôi tiếp tục chia sẻ những thông tin mới thiết thực liên quan đến các hoạt động sản xuất nông nghiệp tại địa bàn tỉnh Lâm Đồng và nhiều địa phương trên cả nước. Năm 2019, Lâm Đồng phấn đấu trên 100 xã đạt chuẩn nông thôn mới. Giá nhiều loại rau, củ quả trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng trong tháng 4 năm 2019 đều tăng mạnh so với tháng trước đó. Con số hôm nay, giá lúa gạo Việt Nam đã tăng lần đầu tiên sau 6 tuần. Cần chủ động về nguồn giống để phát triển ngành hoa lan, ngành cây trồng giàu giá trị của nông nghiệp đô thị. Trao đổi về các giải pháp phát triển công nghệ thông tin vào lĩnh vực sản xuất nông nghiệp ở tỉnh Lâm Đồng. Thưa quý vị và bà con, mở đầu nội dung của 365 ngày chuyển động tối nay, như thường lệ sẽ tiếp tục là một số thông tin về tình hình sản xuất nông nghiệp đáng chú ý trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng. Quý vị và bà con thân mến, hiện nay việc xây dựng nông thôn mới tiếp tục được tỉnh Lâm Đồng đẩy mạnh với nhiều giải pháp như tăng cường công tác tuyên truyền, kiện toàn tổ chức và nâng cao hiệu quả hoạt động của bộ máy, giúp việc ban chỉ đạo các cấp và đội ngũ cán bộ vận hành chương trình, tăng cường thu hút các nguồn lực cho chương trình. Đặc biệt với tiêu chí sản xuất, tỉnh Lâm Đồng tập trung phát triển nông nghiệp toàn diện, bền vững và hiện đại, thực hiện tái cơ cấu nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới. Trong đó, trọng tâm là phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao để nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, tăng thu nhập cho người dân. Phấn đấu đến hết năm 2019, tỉnh Lâm Đồng có ít nhất 99 xã, 85% tổng số xã và từ 3 huyện trở lên đạt chuẩn nông thôn mới. Bình quân toàn tỉnh đạt 18 tiêu chí trên một xã. Chất lượng cuộc sống của người dân khu vực nông thôn được cải thiện, giá trị sản phẩm thu hoạch trên 1 hecta canh tác đạt 175 triệu đồng 1 hecta, tăng khoảng 6 triệu đồng trên 1 hecta một năm so với hiện nay. Riêng đối với những diện tích nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, thu nhập ổn định từ vài trăm triệu đến hàng tỷ đồng 1 hecta một năm. Thưa quý bà con, trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng hiện có 430 công trình thủy lợi, bao gồm các hồ chứa và liên hồ, đập dân, đập tạm, trạm bơm tưới, 12 kênh tiêu. Những công trình nói trên đã giúp bà con nông dân các địa phương chủ động nguồn nước tưới trong sản xuất nông nghiệp. Trước diễn biến phức tạp hiện nay của thời tiết, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Lâm Đồng đã chỉ đạo các đơn vị tăng cường công tác, bảo đảm an toàn công trình thủy lợi, nhằm đáp ứng nhu cầu dùng nước của người dân trong những tháng mùa khô và cả trong mùa mưa lũ năm 2019 sắp tới. Tăng cường đôn đốc, kiểm tra, hướng dẫn thực hiện các quy định của pháp luật về quản lý an toàn công trình thủy lợi trên địa bàn, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm về quản lý chất lượng công trình xây dựng đối với các hoạt động đầu tư xây dựng. Liên tục nội dung của chương trình tối nay xin được chuyển sang những thông tin đáng chú ý liên quan đến thị trường sản xuất nông sản. Thưa quý bà con, do thị trường tiêu thụ mạnh, nguồn cung khan hiếm nên giá trung bình của nhiều loại rau, củ quả trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng trong tháng 4 năm 2019 đều tăng so với tháng 3 năm 2019. Các loại rau, củ quả như ớt sừng, khoai tây, su su, xà lách đều có mức tăng trung bình từ 2.000 đồng đến 3.000 đồng một ký, đặc biệt là ớt sừng tăng từ 14.250 đồng một ký. Một số loại nông sản khác như bắp cải, hành lá, cà chua, đậu leo, ớt chuông Đà Lạt đều giảm. Đặc biệt đối với các loại ớt chuông Đà Lạt, giá giảm từ 16.000 đến 25.000 đồng một ký tùy màu sắc. Nguyên nhân chủ yếu là do một số công ty giảm thu mua ớt chuông để xuất khẩu, nên giá ớt chuông Đà Lạt giảm mạnh so với tháng trước. Thưa quý bà con, như cái hẹn với đất trời, tháng 3 đầu tháng 4 âm lịch cũng là thời điểm mùa dưa gan rộ khắp xứ Quảng. Những ngày này, trên dọc tuyến đường quốc lộ đoạn qua xã Bình Phục, huyện Thăng Bình, Quảng Nam, đâu đâu cũng bắt gặp hình ảnh những điểm bán dưa gan tấp nập, thương lái đến thu mua. Dưa gang khá dễ trồng và cho thu nhập cao hơn nhiều so với cây lúa, nên nhiều năm trở lại đây, nông dân xã Bình Phục đã chuyển đổi những diện tích đất lúa kém hiệu quả sang trồng dưa gang. Với mức thu nhập trung bình từ 1,5 đến 3 triệu một sào, dưa gang đã trở thành loại cây thoát nghèo đối với người nông dân xã Bình Phục, huyện Thăng Bình. Mời quý vị và bà con cùng khám phá mùa dưa gang xanh xứ Quảng qua phản ánh sau. Không biết từ bao giờ, thôn Bình Hiệp, xã Bình Phục, huyện Thăng Bình được gọi là cái tên thân thương là xóm dưa. Những ngày này, xóm dưa Bình Phục luôn trong cảnh tấp nập kẻ bán người mua. Dưa gang sau khi được thu hoạch xong sẽ được rửa lại cho sạch đất,
và theo chân những người thương lái đến các vùng lân cận như Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Buôn Mê Thuột để bán lại. Giá dưa bán sỉ tại điểm tập kết dao động từ 3 đến 4 ngàn. Với giá dưa này so với mọi năm chỉ thấp bằng một nửa, song bà con nông dân ai nấy cũng cảm thấy khá phấn khởi bởi dưa gang năm nay được mùa và có đầu ra lại ổn định hơn. Nói chung không cực nhưng mà thu nhập thiện hơn lúa hơn gộ. Nhưng mà lồn thiện cực lắm. Bữa nay nán, mùa nán họ cắt cây rồi mình phải chạy nước, chạy đồ nữa đó. Phải tự đánh giếng chạy nước. Số phó từ cái dân bắt đầu họ lùm dưa nhiều. Bắt đầu là không đẹp tay này xuống dưa luôn. Ở đây là nguồn dưa ở đây là anh tập trung. Anh tập trung cho toàn, cứ nói chung là con muốn gì hết đây. Để nó phân phấu đi cót miền ha. Là nán, tùng cày, buôn mê rồi. Dưa gang chính vụ được xuống giống từ tháng Chạp và bắt đầu thu hoạch từ cuối tháng Giêng đến nay. Dù dưa gang năm nay rớt giá, song so với cây lúa, dưa gang vẫn cho thu nhập tốt hơn, tầm 1,5 đến 3 triệu đồng một sào. Sau khi trừ các khoản chi phí, cá biệt có thời điểm đầu vụ hoặc thời điểm trái mùa, giá dưa gang cao, thu nhập của người dân lên tới hơn 7 đến 8 triệu đồng một sào. Với mức thu nhập này, nên nhiều năm nay, dưa gang đã trở thành loại cây thoát nghèo của bà con nông dân xã Bình Phục. Thưa quý vị và bà con, được biết tất cả các khâu trồng dưa gang từ xuống giống đến khi thu hoạch đều được người dân chăm bón rất cẩn thận, không dùng thuốc trừ sâu và các loại phân bón hóa học độc hại. Nhờ chất lượng dưa ở đây ngon nên dưa gang Bình Phục từ lâu đã trở thành thương hiệu quen thuộc của nhiều thương lái khắp các tỉnh thành khi mùa dưa gang đến. Và thưa quý vị, xin được chuyển đến một thông tin về câu chuyện sản xuất cũng khá thành công khác tại địa bàn tỉnh Đắk Nông. Vài năm trở lại đây, nhiều hộ dân ở xã Nam Dông, huyện Cư Rút, tỉnh Đắk Nông có thu nhập ổn định nhờ mạnh dạn trồng rau bò khai, một loại rau rừng có giá trị dinh dưỡng được trồng nhiều ở các tỉnh miền núi phía Bắc. Gia đình anh Vi Văn Phiên, thôn 7, xã Nam Dông, huyện Cư Rút đã lặn lội ra tận Cao Bằng mua giống rau bò khai về trồng trên diện tích 4 sào. Hiện nay, vườn rau của anh phát triển khá tốt và đã cho thu hoạch từ 250 đến 300 ngàn đồng một ngày. Theo thống kê, xã Nam Dông có gần 10 hộ trồng rau bò khai trên diện tích gần 3 hecta. Hiện loại rau này có giá bán từ 45 đến 50 ngàn đồng một ký. Hội nông dân xã cho biết, cây bò khai phù hợp với thổ nhưỡng, khí hậu địa phương, có giá trị dinh dưỡng và hiệu quả kinh tế cao, nên địa phương khuyến khích người dân tiếp tục nhân rộng để tăng thêm thu nhập. Liên tục chương trình, con số hôm nay, giá lúa gạo Việt Nam đã tăng lần đầu tiên sau 6 tuần. Cần chủ động về nguồn giống để phát triển ngành hoa lan, ngành cây trồng giàu giá trị của nông nghiệp đô thị. Trao đổi về các giải pháp phát triển công nghệ thông tin vào lĩnh vực sản xuất nông nghiệp ở tỉnh Lâm Đồng. Quý vị và bà con đang theo dõi chương trình 365 ngày chuyển động và trong nội dung tiếp theo, mời quý bà con đến với chuyên mục con số hôm nay. 10 USD, thưa quý bà con, đây là mốc tăng của giá gạo Việt Nam trong tuần cuối của tháng 4 năm 2019 vừa rồi. Giá gạo xuất khẩu tại Việt Nam đã tăng lần đầu tiên sau 6 tuần khi hoạt động thu mua trong nước gia tăng và lo ngại về tình trạng thiếu nguồn nước tại vựa lúa chính của Việt Nam. Cụ thể là giá gạo 5% tấm đã tăng mức 360 USD trong tuần trước lên 360 đến 370 USD một tấn vào ngày 25 tháng 4. Đà tăng giá này kỳ vọng giúp ngành lúa gạo sẽ có sự tăng trưởng tốt hơn trong quý 2 này. Theo Cục Chế biến và Phát triển Thị trường, nông sản xuất khẩu gạo 3 tháng đầu năm 2019 ước đạt 1,43 triệu tấn với kim ngạch 593 triệu USD, giảm 3,5% về khối lượng và giảm hơn 20% về giá trị so với cùng kỳ năm 2018. Giá gạo xuất khẩu bình quân 2 tháng đầu năm 2019 đạt 404 USD trên 1 tấn, giảm 18% so với cùng kỳ năm 2018. Philippines là thị trường xuất khẩu gạo hàng đầu của Việt Nam với 40% thị phần. Quý vị và bà con đang theo dõi chương trình 365 ngày chuyển động, chương trình thông tin tổng hợp chuyên về nông nghiệp. Và nội dung tiếp theo, mời quý bà con cùng đến với chuyên mục Chuyện Nhà Nông, chia sẻ những câu chuyện đáng chú ý xung quanh hoạt động sản xuất đáng quan tâm của bà con trong và ngoài tỉnh Lâm Đồng. Quý bà con thân mến, hoa lan là một trong những sản phẩm đặc trưng của nền nông nghiệp đô thị thành phố Hồ Chí Minh với giá trị kinh tế rất cao. Tuy nhiên, do chưa chủ động về nguồn giống nên ngành hoa lan còn phát triển hạn chế, chưa khai thác hết tiềm năng thị trường trong nước và xuất khẩu.
Thành phố Hồ Chí Minh hiện nay có 375 hecta trồng hoa lan, tập trung chủ yếu tại huyện Củ Chi và huyện Bình Chánh, với sản lượng 134,5 triệu cành mỗi năm, đáp ứng gần 60% nhu cầu của thành phố. Tiềm năng thị trường tiêu thụ rất lớn, nhưng nguồn còn rất hạn chế. Nguyên nhân chính là do chưa chủ động được nguồn giống, khi tới 90% giống lan nhập từ Thái Lan và mỗi năm còn nhập gần 30% sản phẩm hoa lan từ Thái Lan để phục vụ người tiêu dùng. Đồng thời, do đô thị hóa nên diện tích hoa lan cũng đã giảm và mức tăng trưởng những năm gần đây đạt trung bình 18% một năm, chỉ bằng một nửa của giai đoạn 5 năm trước đây. Hiện nay chúng ta chưa có giống mới, mặc dù là lan rừng chúng ta rất là phong phú. Đây là một cái nguồn rất là giàu có của lan nhiệt đới, nhưng mà chúng ta muốn lấy chỉ mới có sưu tập thôi, chứ chúng ta chưa có cái hoạt động nghiên cứu lai tạo để tạo ra những cái giống lan đặc thù. Trong xu thế phát triển nông nghiệp đô thị, với hoa lan là một trong những sản phẩm đặc trưng, thành phố Hồ Chí Minh đang tổ chức lại sản xuất ngành hoa lan, khuyến khích liên kết sản xuất, tạo ra quy mô vùng trồng lớn, ứng dụng công nghệ cao để tăng năng suất. Đặc biệt, tập trung đẩy mạnh công tác giống để giảm phụ thuộc nhập khẩu, giảm chi phí sản xuất, hạ giá thành để tăng sức cạnh tranh. Nghiên cứu để lai tạo những giống đặc chuẩn, sạch bệnh để sản xuất ra những lan, giống lan mới, đẹp và trong quá trình tiêu thụ thì đáp ứng nhu cầu của người tiêu dùng về màu sắc. Bên cạnh đó, thành phố cũng hướng đến nghiên cứu lai tạo các sản phẩm hoa lan đặc trưng, độc đáo bản địa, mở rộng xuất khẩu, kết hợp du lịch với nghề trồng hoa lan để tạo thêm thu nhập cho người trồng lan. Cùng với xu thế đô thị hóa đang diễn ra rất nhanh, diện tích đất nông nghiệp tại các đô thị như thành phố Hồ Chí Minh ngày càng thu hẹp. Do đó, việc nông dân lựa chọn những mô hình mang lại hiệu quả kinh tế như là việc phát triển trồng hoa lan là một yêu cầu cần thiết, vì vừa tận dụng tối đa hiệu quả đất đai, vừa mang lại lợi nhuận cao, nhu cầu thị trường tiêu thụ lớn. Vấn đề ở đây là cần tháo gỡ những khó khăn cho ngành này, từ chính sách, giống cây đến việc đẩy mạnh triển khai các giải pháp khoa học kỹ thuật mới trong sản xuất. Thưa quý vị và quý bà con, đúng là việc triển khai ứng dụng các giải pháp khoa học kỹ thuật, trong đó có cả các giải pháp về công nghệ thông tin đang xu thế và yêu cầu bắt buộc đối với nền sản xuất nông nghiệp thông minh. Và trở lại với câu chuyện sản xuất tại Lâm Đồng, trong thời lượng tiếp theo của chương trình, chúng tôi xin mời quý vị và bà con cùng đến với một cuộc trao đổi ngắn giữa phóng viên chương trình với ông Nguyễn Minh Tâm, Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Lâm Đồng về các giải pháp phát triển công nghệ thông tin vào lĩnh vực sản xuất nông nghiệp ở địa phương. Thưa bà con nông dân, sản xuất nông nghiệp thông minh ứng dụng công nghệ IoT đang là cách làm nông nghiệp được nhiều nhà nông trẻ quan tâm. Nhưng hướng đầu tư như thế nào cho bài bản và hiệu quả cao? Câu trả lời sẽ có trong phần trao đổi ngay sau đây với đại diện Sở Khoa học Công nghệ Lâm Đồng. Dạ vâng, xin chào ông. Thưa ông, chúng ta đã có những định hướng gì trong việc áp dụng khoa học công nghệ vào việc sản xuất nông nghiệp trong bối cảnh hội nhập hiện nay ạ? Trong thời gian vừa qua thì Sở cũng đã tổ chức rất là nhiều các cái hoạt động nghiên cứu. Có thể nói là đến khoảng cỡ 6-70% các nghiên cứu, các cái đề tài nghiên cứu đặt hàng của tỉnh đều là để phục vụ cho sản xuất nông nghiệp. Trong đó có những các cái vấn đề nghiên cứu về giống, những cái vấn đề nghiên cứu về kỹ thuật canh tác, cũng như là các cái vấn đề liên quan đến các cái công cụ quản lý trong cái quá trình canh tác và truy xuất nguồn gốc. Vậy thì giải pháp để hỗ trợ người nông dân thực hiện những mục tiêu đã đề ra là gì ạ? Trong tất cả những các cái đề tài nghiên cứu thì đều có những các cái yêu cầu liên quan đến tổ chức các cái mô hình ứng dụng thực tế tại các cái địa bàn mà thích hợp với lại các cái giống cây trồng vật nuôi đó. Rồi là những các cái đề tài sau khi có các cái kết quả nghiên cứu kết thúc thì đều có cái việc nhân rộng các cái kết quả này cho nó phù hợp với cái điều kiện thực tế của các cái địa bàn ở các huyện. Và hầu hết là các cái đề tài nghiên cứu của cấp tỉnh thì sau khi nghiệm thu thì đã được triển khai thành các cái nhiệm vụ, các cái dự án khoa học công nghệ do các huyện trực tiếp quản lý và nhân rộng để cho bà con có được những các cái mô hình một cách thực tế tại cái địa phương của mình và học tập. Cảm ơn ông đã dành thời gian tham gia cùng với chương trình ạ. Thưa quý bà con, nội dung đáng chú ý vừa rồi của Chuyện Nhà Nông cũng đã khép lại chương trình 365 ngày chuyển động hôm nay. Quý vị và bà con quan tâm, đóng góp, chia sẻ thông tin về cho chương trình vui lòng gửi email về địa chỉ 365 ngày chuyển động ltv@gmail.com hoặc gọi điện thoại về số 02633 829 930. Chúng tôi xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong chương trình ngày mai.